Con gái cưng của ba ơi, ra đây ba nói này nghe nè. Dạ, ba gọi con hả? À, hôm nay ba gọi con bằng con gái cưng chắc là có chuyện gì muốn nhờ con đúng không? Đúng là chỉ có con gái mới hiểu được ba. Ba muốn nhờ con một việc, mà việc này hả, chỉ có mỗi một mình con là giúp được ba thôi. Ủa, chuyện gì mà quan trọng quá vậy ba? Cuối tuần này á, mấy chú mấy bác ở câu lạc bộ đánh cờ tướng của ba đó, họ tới nhà mình chơi. Ba thấy con gái của ba nè, vừa khéo tay nè, rồi lại vừa nấu ăn ngon nữa. Cho nên á, ba nhờ con á, nấu một cái món ăn gì đó thật là ngon, thật là hấp dẫn để đãi mấy chú mấy bác cuối tuần này đó. Tưởng gì chứ, chuyện đó thì con sẵn sàng. Con biết một món ăn rất là ngon, đảm bảo sức khỏe cho ba và các chú nữa đó. Wow, con gái của ba đúng là số 1 nghe. Bật mí ba nghe món gì vậy? Món ăn đó kết hợp tiêu xăm với lại đuôi heo, đảm bảo là điểm 10 luôn. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Thưa các bạn, ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một món lẩu. Món ăn này rất là ngon nè, rất là lạ miệng và đảm bảo rất là giàu dinh dưỡng. Đó là món lẩu đuôi heo tiêu xanh. Nguyên liệu để cho 4 người ăn, chúng ta cần có một cái đuôi heo khoảng 400g, tiêu xanh, nửa củ cà rốt, một trái mướp, 300g rau mùng tơi lạc sẵn, 100g nấm rơm. Và một gia vị nữa đó là Aziwit, gia vị nêm sẵn, lẩu thập cẩm. Trước tiên thì là đuôi heo, anh mua về anh làm sạch, rửa sạch và anh sát cái xíu muối bột lên trên cái da heo nè. Anh để khoảng chừng 5 phút, sau đó anh xả lại nước lạnh và anh chặt ra những miếng vừa ăn như vậy. Kế tiếp để tranh thủ thời gian, tôi sẽ bắt đây một nồi nước. Và bây giờ chỉ có một cái việc nữa là Minh Châu có thể giúp anh lạc những cái hạt tiêu này ra giúp anh. Trong khi đó thì tôi sẽ sơ chế tiếp các loại rau. Đây là cà rốt, chúng ta cắt tỉa bông bình thường thôi. Ta cắt là thành những cánh bông như vậy, ta chia làm 4 phần. Anh sẽ cắt dày khoảng 3 ly như vậy nha. Và bây giờ để tiết kiệm thời gian, tôi sẽ cho cái đuôi heo vào nấu trước. Tiếp tục, nấm rơm anh sẽ cắt đôi. Anh Vũ đúng là làm cái gì cũng trong tích tắc ha. Nhiều nấm rơm như vậy mà cắt một nhát dao là xong rồi. Mướp ha, anh sẽ cắt những miếng vừa ăn. Rồi, sau khi cắt xong mình sẽ cho ra như vậy. Tiêu xanh này sau khi chúng ta lạc ra những hạt như vậy, chúng ta nên đập dập. Sau đó chúng ta cho vào nồi lẩu, chúng ta nấu. Và chúng ta chỉ cho vào gần khi phục vụ, gần khi xong chúng ta hãy cho vào thôi. Chúng ta không nên cho sớm nha. Như vậy thì cái nồi lẩu chúng ta mới giữ được cái mùi tiêu xanh đặc trưng. Nhưng mà cái chuyện mà anh Vũ đập dập ra cũng góp phần làm tăng hương vị đúng không anh? Chính xác. Quý vị khán giả thân mến, để nồi lẩu tăng hương vị thơm ngon, quý vị nhớ là chúng ta sẽ đập hơi dập tiêu xanh ra quý vị nhé. Anh dùng cái dao ha. Dạ. Anh cho như vậy là được rồi. Thơm quá à, anh Vũ vừa mới đập hơi dập ra một tí là em đã ngửi thấy được mùi thơm liền luôn. Rồi, đó. Anh làm tiếp như vậy nha. Dạ. Thưa các bạn, chúng ta nấu cho đuôi heo gần mềm, chúng ta cho nấm rơm vào trước nha. Rồi đây. Thưa các bạn, cũng này cũng là một cái kinh nghiệm chia sẻ cho các bạn thôi. Nấm rơm này sau khi chúng ta mua về thì chúng ta cắt bỏ hết những cái phần gốc phía dưới. Dạ. Sau đó chúng ta có thể ngâm trong cái nước vo gạo một tí xíu. Hoặc chúng ta có thể cho tí xíu bột gạo hoặc bột mì cũng được, hoặc bột năng cũng được. Chúng ta rửa với lại nấm, sau đó chúng ta rửa lại bằng nước lạnh. Thì như vậy những cái nấm của chúng ta sẽ rất là trắng và rất là sạch. Và một gia vị nữa rất là tiện dụng các bạn, đó là Aziwit, gia vị đem sẵn lẩu thập cẩm. Chúng ta không cần cho thêm muối, hay tiêu hay đường gì cả. Chúng ta chỉ cần cho một gói 35g này vào trong một nồi nước dùng khoảng 1 lít rưỡi là đủ gia vị rồi. Và kế tiếp anh sẽ cho cà rốt vào. Anh ơi, mướp với lại mùng tơi chắc phải để cho sau đúng không anh? Chính xác, vì làm món lẩu mà em. Cho nên mướp và cái mùng tơi này chúng ta sẽ cho vào sau. Tức là khi nào chúng ta ăn chúng ta sẽ cho nhúng vào. Tại vì hai cái loại rau này rất là mau chín. Dạ. Thế nồi lẩu của mình là được rồi đó. Bây giờ anh sẽ cho nhánh tiêu xanh khi nãy vào. Anh để trên mặt để chúng ta trang trí cho nó đẹp ha. Đây ha, anh sẽ bày vị tí xíu như này. Dạ. Mấy cái rau mùng tơi cho em ha, như vậy nha. Nhìn hấp dẫn quá anh Vũ ơi. Rồi bây giờ anh chờ rau chín một tí xíu nha. Chúng ta cho thêm ít ngò rí lên trên như vậy. Và đây, anh chuẩn bị sẵn cái mứt bún như vậy nha. Anh Vũ ơi, lẩu phải ngon khi mà mình được chia sẻ với nhau, hay anh Vũ ăn chung với em nha? Cũng được, anh cũng sẽ phải thử xem cái vị khi mình kết hợp chung với bún như thế nào nha.
Vậy thì bây giờ em biết rồi đó. Anh Vũ đang rất là yên tâm đúng không? Bởi vì đuôi heo mềm nè và không hề bị ngán một chút nào hết. Và đặc biệt món ăn này dậy mùi tiêu xanh. Do đó khi mà chúng ta ngửi nè, rồi thưởng thức nè, thì quý vị sẽ thấy là ấm cả người lên luôn đó ạ. Thưa các bạn, còn về nước lẩu thì phải ngọt đậm nè, vị đậm đà. Món lẩu mà mình phải còn nhúng ra mà ăn kèm thêm với bún nữa. Cho nên mà khi chúng ta kết hợp vô thì rất là vừa ăn các bạn. Món ăn này có một điểm rất đặc biệt, đó chính là chúng ta không cần phải nêm một gia vị gì cả, mà chúng ta chỉ cần sử dụng Ajiquit gia vị nêm sẵn lẩu thập cẩm thôi thì cũng đã vừa ăn rồi. Và như anh Vũ có chia sẻ thì sự đậm đà của món ăn này cũng kết hợp với cả mùi thơm lừng của tiêu xanh tạo ra một sự hấp dẫn khó mà cưỡng lại được. Rồi quý vị khán giả nhớ là chúng ta sẽ ăn kèm thật nhiều rau xanh để tốt cho sức khỏe nha quý vị. Và cuối cùng tôi mong rằng các bạn hãy thử nấu món ăn này và chúc các bạn thành công. Em cảm ơn anh Vũ rất nhiều. Ngày hôm nay cùng với sự chỉ dẫn tận tình của anh Vũ thì chúng ta có thể thấy là món lẩu không hề phức tạp một chút nào cả. Và Minh Châu tin là quý vị sẽ thành công với món ăn này. Và quý vị nhớ chia sẻ cảm nhận của mình về cho chương trình quý vị nhé. Hộp thư của chúng tôi là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083-823-7557. Và cũng đừng quên website quen thuộc của chương trình mongonmỗingay.com. Hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày đến trang web của chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ đầu bếp Thanh Vũ và Minh Châu xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.